Mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Bạn nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để cập nhật được những cái giá lúa gạo mới nhất nha anh chị. Thì hôm nay em vẫn là tiếp tục là cập nhật cái tình hình giá lúa cũng như là giá gạo từ những anh chị đã bình luận lên trên kênh của em ha. Thì trước khi mà đọc thì em sẽ đọc cho anh chị xem về cái giá niêm yết từ Sở Nông nghiệp cho anh chị cùng tham khảo ha. Đầu tiên em sẽ cập nhật cho anh chị về cái giá gạo nha anh chị. Thì cụ thể là cái giá gạo là nguyên liệu IR504 á, thì nó sẽ dao động là từ là 11.200 cho đến là 11.300 đồng nha anh chị ha. Còn đối với mà gạo thành phẩm á, là IR504 luôn thì nó vẫn là duy trì ở mức ổn định á, là từ 13.650 đồng cho đến là 13.750 đồng nha anh chị ha, tăng là khoảng đâu là 200 đồng trên ký. Còn với những cái mặt hàng mà phụ phẩm mà giá mà có thể mà điều chỉnh tăng á, ví dụ như là giá tấm á, là IR504 á, thì duy trì ở mức giá là từ là 10.900 cho đến là 11.000 nha anh chị. Còn đối với mà cám khô á, thì ở mức là 4.850 cho đến là 4.950 nha anh chị, tăng khoảng đâu là 200 đồng. Thì đây là những cái thông tin từ Sở Nông nghiệp em cập nhật cho anh chị về cái giá gạo ha. Thì bây giờ em sẽ bắt đầu là em cập nhật cho anh chị về cái giá lúa tươi nha anh chị. Vì hiện tại thì cũng có một số tỉnh đã mở đồng nha anh chị ha. Ví dụ như là tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, còn Trà Vinh với Sóc Trăng thì mở thì hôm nay chắc cũng cả tuần lễ rồi nha anh chị ha. Còn những cái tỉnh như là Long An thì cũng chuẩn bị nữa nè, Đồng Tháp cũng có, mà An Giang, Bạc Liêu cũng có nữa nha anh chị ha. Cũng chuẩn bị rất là nhiều tỉnh là mở đồng để đón một cái vụ mới nha anh chị. Rồi, em sẽ đọc bình luận của một bạn là Thuận Trần 1196 nha. Thì bạn ở huyện là Tân Thạnh, bạn cập nhật cái giá là OM18 là giá là 8.300, còn đối với là cái nếp là 8.000. Vậy là Tân Thạnh này là của Long An nha anh chị. Tiếp tục là em sẽ cập nhật cho anh chị là khu vực là cái tỉnh Bạc Liêu hay sao anh chị, Bạc Liêu ở Phước Long ha, Đại Thơm 8 là 8.300, còn đối với là Nàng Qua Chính nha anh chị là lái chỉ mua chỉ có là 8.600 thôi. Và cái thông tin này thì cập nhật trước nha, thì lái đặt cọc nha anh chị ha, khoảng đâu là một tuần nữa thì mới cắt. Rồi, tiếp tục là một bạn là Cún Nguyễn 2308 ha. Bạn nói là ở dòng Diền Kiên Giang thì lúa xạ là mới được có chỉ có 40 ngày tuổi thôi. Thì 40 ngày tuổi thì phải đợi thêm khoảng đâu là 50 ngày nữa nha anh chị, khoảng đâu 90 ngày sau thì mới có cắt lúa nha. Thì đó vậy, tại vì một cái vụ lúa của mình thì nó khoảng đâu từ 90 ngày, 95 ngày, có khi là đã tới 100 ngày thì mình mới cắt nha anh chị. Thì ở đây thì em cập nhật những cái tỉnh mà còn lúa thôi. Thì qua nay em cập nhật thì nhiều nơi thì cũng có nhiều nơi là đang đồng đồng nữa nha anh chị. Nói chung là rất là nhiều. Rồi, em tiếp tục là em đọc cái bình luận ha. Một bạn hỏi là IR504 giá bao nhiêu đối với cái giá lúa tươi thì thời điểm hiện tại luôn nha anh chị ha. IR504 thì nó cũng rẻ chứ nó không có cao nha anh chị, nó nằm ở mức khoảng đâu là 7.500 cho đến 7.600 thôi ha, tại vì nó cũng rẻ. Rồi, em tiếp tục là em cập nhật là một cái bình luận của một bạn là Sơn Nguyễn ha. Bạn cập nhật cái giá lúa ở Phú Yên nha. Phú Yên là hiện tại là cái giá lúa khô á, người ta mua chỉ có 7.600 thôi, rất là rẻ nha anh chị. So với những cái tỉnh khác là cái giá lúa tươi là đã là 8.000 mấy rồi, còn này là giá lúa khô luôn mà chỉ có 7.600 thôi. Cái này là bị ép giá trầm trọng nha anh chị. Còn anh Quốc Dũng hỏi là nếp tươi thì ở Long An là bao nhiêu, thì nãy có một anh cập nhật thì khoảng đâu là 7.800 ha. Rồi, tiếp tục là một câu bình luận của một anh ở Hưng Thạnh, Đồng Tháp. Giá lúa OM18 là 8.400 nha anh chị. 8.400 là khá là cao, khá là ổn định so với những cái tỉnh khác. Thì bây giờ hiện tại là những cái tỉnh là như Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu là giá lúa của mình rất là ok nha anh chị ha, từ 8.000 ăn lên, không 8.000 cho tới 8.500 nha. Còn những tỉnh như là Bình Thuận, Ninh Thuận thì chỉ khoảng đã nằm ở giá là 7.600, 7.700 thôi. Còn Tây Ninh là nay là đã chính thức là hết đồng rồi nha anh chị. Tây Ninh là nay là hết đồng rồi, chứ mà mới vô cái đợt lúa hôm bữa thì nó cũng bị ép giá cực kỳ luôn á. Hôm nay thì đã xuống rồi. Tiếp tục là một bạn ở Tân Thạnh, Long An ha, cập nhật là giá lúa là OM18 là 8.200. Rồi, em tiếp tục là em cập nhật ha. Một bạn ở Trà Vinh, User 3U ha, bạn cập nhật cái giá lúa là Đài Thơm 8 là giá là 8.300. Một và một bạn tên là Võ Văn Khánh 8923, bạn cập nhật là cái giá lúa ở Bạc Liêu ha, là giống lúa là Nàng Qua Chính nè,
Đấy, đang qua chính là bạn bán được 8.500 nha, 8.500 rất là ok luôn. Rồi bạn Quốc Thiên, bạn cập nhật á, là bạn nói là hiện tại là bạn đang ở ngoài Bình Thuận luôn, cái giá lúa là người ta mua chỉ có 7.600 thôi, còn ép giá cực kỳ luôn, trong khi đó là các tỉnh khác á, giá lúa đều trên 8.000. Và Bình Thuận khá là chính xác luôn nha anh chị ha. Như nãy giờ em cập nhật á, thì giá lúa khu vực miền Tây mình á, thì giá lúa nó cao nha anh chị. Rồi tiếp tục là em sẽ đọc cái bình luận của một bạn là cuốn ngang 5IO nha. Cái tên của bạn khó đọc quá. Bạn nói là bạn ở Vĩnh Châu, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Giá bán là OM18 là chỉ có 8.100 thôi. Rồi cảm ơn bạn ha. Rẻ hơn những cái chỗ, nhưng rẻ hơn cái bạn gì hồi nãy bán là 8.200 ha. Cũng ở Tân Hưng, Long An luôn á. Và một bạn là hàng khách nha, bạn hỏi mình là cái giống lúa thơm 6162 bữa nay nhiêu rồi. Thì cái giống lúa này bữa giờ nó cũng lạ quá nha anh chị, em cũng không có cập nhật được. Rồi một bạn ở Sóc Trăng ha, Đại Thơm 8 đã bán là 8.350. Rồi cảm ơn bạn Tăng Liên nha. Rồi Bạc Liên luôn, Bạc Liêu đang mở đồng Đại Thơm 8 là giá là 8.200, còn đối với là OM34 á là 7.600 ha. Thì hiện tại bây giờ cũng rất là nhiều tỉnh nó đang rộ lại nha anh chị. Nói chung có anh chị nhiều chị bình luận cập nhật giá thì em sẽ cập nhật cho nó phong phú hơn. Thì theo như cái giá mà từ Sở Nông nghiệp mà so với cái giá thực tế của mình á, thì những cái tỉnh như là Trà Vinh, Sóc Trăng á, thì nó khớp nha anh chị ha. Còn những cái tỉnh mà miền Đông á, hoặc là cánh ở ngoài miền Trung anh chị, nó rất là rẻ luôn. Bữa nay thì có một số anh chị ở ngoài Phú Yên cập nhật giá lúa luôn anh chị ha, nhưng mà nó rẻ lắm, nó chỉ có 7.000+ à, Phú Yên luôn nha anh chị. Còn ngày hôm qua là em có mấy đứa bạn ở ngoài Khánh Hòa anh chị ha, ở ngoài Khánh Hòa đó, cái khu vực đó, thì mấy bạn cập nhật đó là cái giá lúa ở ngoài thì nó cũng rẻ, nhưng mà có một số huyện là đang trồng lúa mà nó đang đồng anh chị, thì cũng thời gian tới nữa là sẽ có lúa nha. Rồi một bạn là Quỳnh Anh ha, cập nhật cái giá lúa là Zmin ha, mà cái giá lúa khô nha anh chị là 10.000. Và một bạn là user 8L nha, mà cập nhật bạn ở Cầu Kè, Trà Vinh á, là cái giá lúa là 8.000, giống lúa là Đại Thơm 8 nha anh chị. Rồi một bạn ở Châu Thành, Trà Vinh tiếp tục nè, cập nhật là giá là 8.300. Rồi một bạn nói là lúa tăng mà nông dân có lên hay không, hay là cò ăn hết. Thì cái này thì nó hơi tế nhị nha anh chị ha. Trước đó thì em cũng phót ầm ầm rồi, tại vì khi vô vụ anh chị, nhưng mà thời điểm này thì lúa nó cũng ít nữa nha anh chị ha. Rồi thì hôm nay em cập nhật cho anh chị tới đây thôi nha, cập nhật những cái thông tin về giá gạo cũng như là giá lúa cho anh chị cùng tham khảo thôi. Giá này thì giá lúa thì em cập nhật nó thực tế đó, còn đối với mà cái giá mà gạo anh chị thì em cũng dựa vào cái bộ nông nghiệp của mình á, em cập nhật ha. Thì anh chị nào mà mua gạo hay gì đó, mua gạo để mình ăn anh chị, thì anh chị có thể bình luận lên ha, thì em sẽ cập nhật ở cái video sau. Em xin được mến chào nha.